chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh của Vape Tinh Tế. Thắc mắc của các của anh em về sản phẩm VCI và chính xác hơn là tình trạng leak ở các dòng VCI nói chung của chung thì hiện tại trên thị trường thì MVC này đã về được đến thời điểm này là 3 mẫu của đến từ nhà Vopo đã về sản phẩm này đến khoảng 3 mẫu, cũng có VCI thường, VCI X và VCI. Thì cũng theo clip review của mình thì mình đã nói là MVCI này là một em gần như là fix được hoàn toàn lỗi leak tinh dầu, nhưng mà rất nhiều các bạn đã comment và hỏi mình, nói với chúng mình rằng là MVCI này vẫn leak, vậy thì tình trạng leak ở đâu? Thì hôm nay chúng ta cùng đi theo giải đáp nhé. Thì đầu tiên phải nói khẳng định luôn là so với MVC thường và MVC với MVC X cũng như MVCI thì MVCI này đã được thay đổi ở cái phần top cap này, các cái phần đầu hút của chúng ta nó đã dính chặt hơn và gần như là không bị không khí vào trong nữa thì đã đỡ leak. Và phần thứ hai là phải coi về coi, mà coi thì em này không chưa được thay đổi nhiều nhưng ở MVCI này thì em ấy không dùng được coi 0.3 theo giống của MVCX và MVC thường kia, bởi vì MVCI này là nhận ôm từ 0.3 trở lên. Khi các bạn nhấn lắp 0.3 này thì thường thường em này sẽ bị làm tròn xuống, cái chip của em này sẽ bị làm tròn xuống làm cho em này không có bị xuống 0.29, nên vì thế thường thường vùng không coi 0.3 trên MVCI này là không được. Tiếp theo nữa thì đến MVC 0.45 thì chuyên dùng cho hút free bay. Bay thì thực sự em này hút free bay khá là ngon, nhưng mà nếu các bạn hút sân ấy thì khá bị gắt. Tiếp theo nữa thì đến là coi em không coi 0.6. Coi 0.6 này là coi mình nói là coi trung bình, tức là em này có thể hút được, có độ tùy biến khá là cao thì hút được cả về Phoenix nhưng free bay nhưng mà không rõ ràng. Nhưng mà em này thì có thể nói là nếu bạn nào mà không phải một các bạn không phải quá trải nghiệm và các bạn không phải muốn quá rõ vị của sản phẩm của chai vui của mình thì có thể hút em này, bởi em này khá bão hòa được. Còn nếu mà thời điểm hiện tại nói về rõ hơn về sản phẩm, về cái coi mà mình cho rằng sau một thời gian trải nghiệm của mình thì mình cho rằng coi ổn định nhất và bền lâu nhất thì chính xác là coi 1.0, bởi vì lõi bông của em nó, nhưng mà em nó bị một cái điểm thắc mắc đó chính là chỉ hút được Phoenix mà thôi, nên vì đây không phải là một sự lựa chọn cho các bạn hút free bay. Thì 0.45 thì hút free bay vẫn là ngon, không hút được Phoenix bởi vì nó quá gắt. Nhưng mà cái vấn đề một điểm lỗi ở tất cả các dòng sản phẩm mà mình thấy ở về coi của Vopo của MVC này đó chính là họ hút bông quá dày, nên về sẽ lên hiện tượng khi các bạn đốt cháy, khi chúng ta hút cháy coi, hút coi làm coi nóng lên thì sẽ làm cháy mất làm bông đi và làm nhanh tốn hơn, vui không kịp ngấm mà bông kịp thì sẽ tốn hơn và nhanh cháy coi hơn. Thì hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn một giải pháp mà mình cũng đang sử dụng cũng như là nhiều bạn mình đã tư vấn, thì các bạn có thể chuyển sang RBA, tức là coi mình có thể tự build, tự xây dựng lại được. Bởi vì các bạn chỉ cần mua một cái coi RBA này, các bạn dùng được vĩnh viễn, kiểu các bạn không muốn dùng nữa thì thôi. Đấy. Hoặc là và nhưng nó phải có một điểm trừ, đó chính là các bạn sẽ mất thời gian với em này hơn. Đó, và các bạn phải tốn thời gian là các bạn phải học quick bông ra làm sao, build coi như thế nào. Nào thì em này mình hút được ngon được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng em RBA trên em VCI. Ok, và đây là box của em RBA của em VCI. Đấy thì chúng ta cùng mở nhá. Thì sẽ nhà sản xuất chúng ta một gói bông này, một vài cái gioăng cao su thay thế, một cái tô vít, một cái gọi cái này căn dây, cái chỉnh cỡ dây, một cái coi và có thêm một cái em vít bé nữa để thay thế. Đấy, đồng thời đây chắc chắn là không thể thiếu đó chứ phần coi cái RBA. Vậy thì để build được RBA này các bạn sẽ cần phải có những cái dụng cụ gì, thì đầu tiên có thể kể đến đó chính là một vật, đó chính là nhíp. Đấy, nhíp cắt
à đâu, một cái kim cắt nhầm, một cái kim cắt, một cái nhíp sứ để quét bơm, à, một đoạn dây, bởi vì thực sự dây của nhà sản xuất cho cùng, cái coi sản xuất coi trùng không thấy ngon. Đấy. Tiếp theo đấy là có thể thêm một cái tô vít gấu trừ. Ok, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn kể cả phần quýt cuốn coi cho em này luôn. Thì hiện tại mình đang sử dụng dây Kento A1 là tại dây 28. Size của coi này thì mình sẽ sử dụng là size 2.0, fill 2.0. Xong cặp coi chúng ta để dùng cái coi chúng ta để đây. Tiếp theo đến RBA. RBA này thì đầu tiên các bạn có thể xoắn cái vít này vào, ốc này vào. Thì điểm mà mình thấy ở em RBA này thì em này sử dụng vít dấu trừ. Ok. Thì đầu tiên nếu mà để đầu tiên chúng ta cần phải duỗi thẳng coi một chút và phải cắt bớt làm sao sau đó lắp vào đếch coi. Thì bản thân cá nhân mình thì mình hay sử dụng một cách hướng rất là thủ công, đó chính là mình để một đoạn dây lắp vào đây. Đây, để đâm chặt xuống đấy. Sau đó mình bẻ cong xuống một góc 90 độ. Thì mình phải tính được độ sâu của cái đếch coi là khoảng bao nhiêu. Và sau đó mình ướm vào dài gấp đôi từ cuốn coi cho đến sợi tiếp xúc dây thì mình sẽ để khoảng gấp đôi so với đoạn mình vừa cắt. Cắt bớt đi. Rồi. Ok, và sau khi build xong thì chúng ta phải cần phải nung, gọi là nung em này lên một tí, heat up em này lên một chút thì đóng lắp này lại tạm thời. Tạm thời thôi nhá. Với cá nhân mình thì mình hay lắp chiều của lỗ giò, hơi giò nó song song với cả mặt kính, chứ mình không lắp hai cái chiều giò ngang sang lỗ giò hai bên. Rồi, đã nhận ohm 0.8 ohm. Đấy. Đây, hút vào. Rồi, 0.8 ohm. Vậy thì chúng ta sẽ để ở dưới một chút, khoảng 5W thôi. Và nhìn vào. Đấy. Thì nóng lên bót, nóng lên một chút thôi. Đã nhìn thấy nóng từ, với các sản phẩm từ tâm vựa về coi này thì chỉ cần nhìn khi nung lên, chúng ta muốn nung đều lên thì nó phải từ giữa cháy ngang sang hai bên đầu coi. Thế ạ, ổn. Rồi. Đó thì bây giờ chúng ta phải tới bước quýt bông. Sau đó thì chúng ta cần có thể cầm kim này cắt bông luôn. Thì ướm làm sao ướm đến khi cái này chạm vào lỗ gió rồi thì chúng ta cắt. Tiếp theo đấy chúng ta có thể cùng cái nhíp sứ này, cái nhọn này để mình chúng ta làm tơi bông ra. Sau đó thì chúng ta đóng lắp ạ. Rồi. Lắp vào. Đã hoàn thành. Rồi chúng ta phải fill tinh dầu vào đây như bình thường thôi. Với các bạn, nếu mà các bạn sử dụng OCC hay là mình vẫn khuyên các bạn chỉ dùng một đổ một lượng tinh dầu vừa đủ thôi với lượng mình hút thôi, và đừng hạn chế để tinh dầu trong các pot qua đêm. Bắt đầu thử nhé. Vâng, ngon. Ok, go. Và đó phần hướng dẫn sử dụng RBA của em VC này. Vì cái RBA này khá là thông dụng, thì không chỉ ở sử dụng trên đường MVCE này mà nó có thể sử dụng bên tất cả các sản phẩm của VC khác, ví dụ như VC thường và VCX đều có thể sử dụng được. Nhưng điểm trừ của em này là sao?
điểm chỉ của em này là nó không tiện lợi được giống như OCC. Cũng khi các bạn sử dụng OCC thì buổi vì làm sao các bạn phải build, các bạn phải mất thời gian ngồi mầy mò một chút, hoặc các bạn có thể ra cơ sở, các cơ sở về vết để mà họ build coi cho các bạn. Nhưng bù lại em này sẽ chữa được sao, là đó là tình, đó là tình trạng leak tinh dầu. Và thực sự với một em đẹp như thế này mà để leak tinh dầu vào, leak nhiều tinh dầu vào máy, chết máy vẫn là phí. Đây đó chính là phần hướng dẫn các bạn sử dụng RBA của đối với em VC của nhà Volvo, VCE của nhà Volvo. Thì cái RBA này thì mình nhắc lại là nó có thể sử dụng được trên tất cả các dòng VC khác. Ok, giờ thì chào các bạn. À, em có đang nhiều thắc mắc về con Vinci E này rất là nhiều. Với là so sánh em đang dùng là con RB140. Thì theo anh con Vinci E này nhỉnh hơn về cái gì so với RBM? Vinci E này thì chính xác hơn thì theo các bạn đánh giá cũng như người tiêu dùng và cá nhân của mình thì anh thấy là bản Vinci E này thì hút lên ngon hơn. Chính xác là về độ tròn vị hơn, nó lên được các, chia được các tầng lớp của vị ra hơn, có thể vị chua, vị trong một giây vui có vị chua, vị ngọt thì MVP này hút sẽ chia được tầng vị hơn. Còn ở em số mốc, ví dụ con RBM em đang sử dụng kia thì nó sẽ làm vị nó bạn hòa hơn và lên vị tổng quát tốt hơn. Theo anh, giữa nhà Volvo và nhà Smoke thì coi của nhà nào đỉnh hơn? Thời điểm hiện tại thì bản thân cá nhân anh thì anh thấy của về số lượng thì hai nhà đều rất là đa dạng về chủ loại. Còn nếu mà về độ bền thì anh thấy là nhà Smoke đang hơn. Nhà Smoke đang đỉnh hơn cái gì, anh có thể nói rõ cho mình? Chính xác hơn độ bền của con. Bởi vì độ bền của, thứ nhất là về độ đa dạng thì có thể Smoke đang, không nói về độ đa dạng nữa thì về độ bền của con, ví dụ như của Smoke thì có thể sử dụng từ 7 đến 14 ngày. Con Vinci E này dung lượng pin bao nhiêu không? Con Vinci E này là dung lượng pin 900 mAh. Nếu mà so với của Smoke thì nó kém hơn, bởi vì các con của Smoke, ví dụ con RBM của em đang là 1500, đúng không? Nhưng mà khi em phải dùng Vinci, nếu mà pin thấp hơn em không hiểu có dùng được cả ngày không nhỉ? Bởi vì em dùng con này thì từ sáng, từ lúc sạc cho đến lúc dùng thì nó cũng nhanh và không bị delay lâu. Thì anh có thể hỏi rõ hơn em một chút là em, ví dụ RBM này từ lúc em sạc cho đến lúc dùng vào khoảng thời gian bao lâu? Khoảng thời gian 45 phút đến 1 tiếng. Ok, và em dùng được bao lâu? Em dùng được từ sáng cho đến lúc mà em ra ngoài đường cho đến lúc em về nhà, là 6:30 bắt đầu pin nó dần hết rồi. Ta cũng chỉ khoảng 1 ngày. Đúng không? Thì chính xác hơn ở MVCI này thì tuy vòng dung lượng pin là 900 mAh, ít hơn gần một nửa, nhưng mà em thì có thể áp được cho em được trong vòng 1 ngày. À, con RBM em đang dùng là 4.5mm thì liệu nhà Vinci E này có đáp ứng được cái dung lượng ở trong dung lượng vui của trong port của em là 4.5mm, thì của em Vinci E này thì là 4mm, thì cũng không quá là thấp hơn, vẫn sẽ đủ cho em, cung cấp đủ cho em là một ngày rồi. Con Vinci E này nó có nhiều cái đặc điểm mà khác so với cả nhà của nhà Smoke này, nhưng mà thấy mọi người đánh giá là Vinci E vẫn có tình trạng leak vui, theo anh như nào? Vinci E tình trạng leak vui thì cái này anh có thể là cái phần leak vui, nếu mà cảm thấy khi bóc ra chúng ta vẫn còn thấy hơi nước thì đấy chỉ là cái hơi hút của chúng ta, chứ không phải leak vui. Tình trạng leak vui là nó chảy từng vọt từ đầu port coil chảy thẳng vào thân máy. Nhưng mà ở em Vinci E này thì em có thể thấy ở đây, ví dụ anh hút thì chỉ có là cái hơi nước của chúng ta, cái hơi hút của chúng ta nó đọng lại thôi. Thì điều đấy thì tất cả con bot, ngay cả trên con RBM của em cũng không tránh khỏi được. Còn nếu mà so thì với em Vinci E này, so với bản Vinci, các bản Vinci trước, ví dụ như Vinci thường hoặc Vinci X, thì nhà Volvo đã hoàn toàn là fix được cái lỗi leak vui rồi. Nhưng mà hiện tại là bản Vinci E này so với cả bản Vinci X thì liệu có ngon hơn không? Về coi thì chính xác hơn là vẫn dùng một thể của loại con đấy, thì cái đấy nhà sản xuất sẽ phải nghiên cứu thêm. Còn về độ trải nghiệm thì anh đã dùng con này, Vinci này từ lúc về đây cho đến về cửa hàng cho đến thời điểm hiện tại là khoảng vào 3 tuần, thì anh cảm thấy con em này chính xác cảm nhận là ổn.
và có thêm một vài điểm nữa, chắc là về chỉ là về điểm trừ của em này, có thể về chip hoặc về coi của em này thôi. Hỏi là rất nhiều người cũng có một câu hỏi như em là trên con Vinci này, hút Sunnet và Freebay thì nên hút chai nào hơn, nên hút là Freebay hơn hay là Sunnet hơn? Chính xác, ở những con Onion này thì nhà sản xuất họ đều hướng tới là có thể hút được vòng hai sản phẩm, nhưng bản thân cá nhân anh thì anh thiên về vị hơn, thì anh lại có một lời khuyên cho với người sử dụng, đó chính là nên hút về các vòng phun về hoa quả hơn là những vòng phun ví dụ như bánh hay là thuốc lá, bởi vì những vòng, bởi vì đơn giản em này đánh mạnh vào là chia được các tầng vị ra, nên vì có thể cảm nhận được các vị được trong của trái phun hoa quả tốt hơn. Từ trong nước cho đến nước ngoài thì có những cái đánh giá như thế nào theo anh là đánh giá? Thực sự là từ lúc đánh giá theo cái anh tìm hiểu được ở trên YouTube cũng như ở trên Google thì bài đánh giá MVCI được lọt vào trong top các con có thể cho là ngon.